Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Cái này cũng là một trong những cái thắc mắc cũng như là muốn chia sẻ với cả các cái nhà chuyên môn của rất là nhiều bệnh nhân. Chúng ta biết là cái ung thư vòm họng là một trong những cái loại ung thư phổ biến nhất ở vùng đầu mặt cổ hiện nay. Thế và để điều trị cũng như các loại ung thư khác thì chúng tôi hiện nay là để có kết quả cao thì chúng ta phải áp dụng đa phương thức. Thế mà các cái phương thức điều trị trong ung thư vòm họng thì hiện nay chủ yếu là xạ trị và có kèm với hóa chất. Xạ trị vẫn là phương pháp điều trị chính, hóa chất thì nó hỗ trợ để làm sao cho là khối u cũng như là các cái tổn thương nó nhạy cảm hơn với phóng xạ, mang lại cái kết quả cao, kiểm soát bệnh cao hơn. Cái việc mà điều trị thì chúng tôi cũng trong quá trình điều trị chúng tôi cũng đã tư vấn cho bệnh nhân là cái quá trình phát hiện và điều trị bệnh nó cũng chỉ là một phần trong cái quy trình điều trị chung của người bệnh ung thư vòm từ lúc mắc đến khi mà đến cuối đời. Thế thì cái giai đoạn mà mắc bệnh mình chẩn đoán được và mình điều trị được cũng là cái tốt rồi, nhưng mà cái quá trình sau cái điều trị, cái việc chăm sóc thế nào để sau điều trị bệnh nhân được hồi phục sức khỏe trở lại coi như là ít ảnh hưởng nhất của bệnh lý cũng như là của cái quá trình điều trị đấy, nó là cả một vấn đề, chứ không phải là chúng ta nhiều bây giờ cho đến hiện nay do cái điều kiện cho nên là nhiều bệnh nhân là chúng ta cũng chỉ tham gia điều trị cũng do có thể là do hoàn cảnh hoặc là do những cái nguyên nhân khác nhau, rồi ở các vùng xa xôi cũng không tiện để mà cho các bác sĩ điều trị theo dõi, cho nên là chúng tôi chỉ sau khi điều trị xong thì chúng tôi có hẹn thời gian tái khám định kỳ, thường là 2-3 tháng một lần. Đấy, để trong những cái lần đó chúng tôi sẽ đánh giá xem là bệnh có quay trở lại hay không. Thế thì cái tồn tại ở bệnh nhân là gì? Thế khi mà xạ trị và hóa trị thì nó đều mang lại những cái biến chứng rất nặng. Đấy, hóa chất nó vào diệt tế bào ung thư, nó còn diệt các cái tế bào lành. Cũng như xạ trị thì cả một cái vùng không chỉ là chỉ xạ trị vào cái u vòm hay là cái hạch cổ di căn, mà là phải bao vây toàn bộ cái khu vực, toàn bộ cái hệ thống bạch huyết mà cái khối u nó có thể truyền các cái tế bào u đi đến đâu thì chúng ta phải chặn đến đấy. Cho nên là cái thể tích của cái xạ trị vào vùng vòm mặt rồi cổ rất là rộng. Nên chính vì thế cho nên là để lại những cái hậu quả biến chứng rất là nặng nề, chủ yếu là biến chứng trên niêm mạc, biến chứng trên da, biến chứng trên các cái mô mềm. Thế chúng ta biết rằng là cái khi mà các anh vào xạ trị ấy thì cái máy xạ đặt từ xa và chiếu hướng tia về phía cơ thể bệnh nhân và tập trung vào khối u, thì cái luồng xạ nó đi từ ngoài vào trong thì đương nhiên là trước khi đến khối u thì nó qua cái mô lành. Đấy, chính vì thế mà xung quanh vòm họng thì lại rất nhiều cái cơ quan quan trọng, thí dụ như là não này, mắt này, rồi là tuyến nước bọt này. Đấy, rồi là các cái cơ quan trọng yếu mà cái liều xạ nó cũng chỉ chịu được đến một mức độ nhất định. Thế khi mà cộng thêm với hóa chất thì cái biến chứng nó cũng lại tăng lên nữa. Chính vì thế cho nên là các cái vùng niêm mạc nó tổn thương, mà dấu hiệu chính của bệnh nhân là sức khỏe sẽ bị giảm sút, ăn uống kém làm cho cơ thể bệnh nhân suy kiệt, mồm miệng bị khô, không thể nuốt được, không thể ăn được, như cái hiện tượng mà bạn mô tả cái người nhà của bạn. Thế thì chúng tôi là thường phải có hướng dẫn chăm sóc. Trong quá trình điều trị cũng đã có những biến chứng cấp cũng đã phải chăm sóc rồi, nhưng mà sau quá trình điều trị thì dần dần là những cái biến chứng nó trở thành biến chứng mãn tính và chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải nuôi dưỡng cái niêm mạc cho nó hồi phục trở lại, rồi là tập để mà cho các cái vùng mô lành, mô dưới da, rồi là mô cơ là nó không bị sơ hóa bởi phóng xạ. Đấy, tất cả những cái đó là phải được hướng dẫn rất là chu đáo tỉ mỉ. Đấy là còn chưa nói là những cái vùng tia nó còn có biến chứng là tia vào xương hàm, tia vào cái khớp thái dương hàm làm cho cái há miệng khó khăn, tia vào vùng hầu họng nó làm cho hẹp hầu họng, làm cho khó nuốt. Chính vì thế cho nên là phải ngoài cái chuyện mà sau khi điều trị xong chúng ta phải hướng dẫn rất là tích cực, đồng thời phải có hỗ trợ, ít nhất là hỗ trợ những cái đầu tiên là phải vệ sinh toàn bộ cái vùng vòm mũi họng cho nó thật sạch hàng ngày để không tránh cái nhiễm trùng nó lan rộng thì là cuối cùng là nó sẽ ảnh hưởng. Thế ngoài ra thì dinh dưỡng tốt cũng là một cái để cho hồi phục. Thế rồi các cái yếu tố khác như những cái yếu tố vi lượng, vitamin đầy đủ để cho nó hồi phục niêm mạc rất là quan trọng. Thế rồi là tập day, tập xoa, tập nuốt,
Đấy, những cái đó thì tôi nghĩ rằng là trong các cái lần khám định kỳ hoặc là các bạn cũng có thể trao đổi lại với bác sĩ điều trị để được hướng dẫn một cách cụ thể. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ điều trị xong là xong thì cái đấy là đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt rất là nhiều. Và thông thường sau điều trị mà muốn hồi phục được hoàn toàn nó cũng phải tính bằng năm chứ nó không ít. Vâng, xin cảm ơn.